Anh Duy giúp em ôn lịch sử sự kiện nào khiến Ukraine chống Nga vậy anh? Nước thích chống thành sự kiện gì? Giờ hai phe, phe thân Nga với phe chống Nga. Giờ phe thân Nga làm trước, phe chống Nga làm sau. Giờ phe chống Nga thắng thôi chứ. Sự kiện gì? Sự kiện cách mạng Maidan được không? Tại vì theo anh Duy có giải pháp nào để tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng ở Ukraine hiện nay không anh? Có khi nào Yuka phải chia đôi đất nước không anh? Ai biết, chắc cũng có đó. Bây giờ nói chung Ukraine giờ nộp đơn cho NATO, NATO nhận nó thoát thôi chứ đâu. Còn NATO không nhận thì căng vậy thôi. Cũng khó lắm anh. Nếu mà thêm nghĩ là NATO là một tổ chức lớn thì Rồi. phải có cái những cái đặt những cái điều kiện để Rồi vô đúng. được, mà nếu mà Ukraine mà đạt được rồi thì Nga nó chưa tới tiến tới lãnh thổ như giờ, có nghĩa là chưa đạt được á. Không phải vấn đề là ông Mỹ nữa, vấn đề là ông Mỹ quan điểm thế nào. Rồi ông Mỹ ông kêu NATO mày nhận thì NATO sao dám cãi, đúng không? Nhưng mà ông Mỹ ông im im thì NATO nó ngồi nó sừng sừng, cái đó là vấn đề ông Mỹ nó bút nữa. Ông Mỹ nó cho NATO vô đi, nó thiếu như tao cho phát một yes, nộp hồ sơ trong đêm nhận, lúc đó là chuẩn bị binh đao với Nga rồi đó. Ông mà dàn cảnh chờ sẵn rồi nè, Nga sao đánh không đánh thế, ai cũng đánh thôi về. À, như như sếp nói lúc nãy, lỡ leo thang NATO với Nga bụp nhau, Nga kéo Trung Quốc luôn hơi căng, châu Âu nát luôn. Châu Âu nát, ông ở châu Âu mà được mà dồn nó vô đường cùng, nó bật ra cái banh tàu không, hạt nhân nó nắm nhiều hơn đó ba, hạt nhân nắm nhiều hơn Trung Quốc nha, còn ông Nga để ông Mỹ lo, dễ nát châu Âu lắm mẹ, đánh thằng giàu nhất. Xe nhỏ đánh từng thằng đúng Bây không? giờ này 2 giờ, giờ anh là châu Âu anh chơi à, sẽ nhỏ sẽ đánh được, nó liên minh mà. Bây giờ đầu tiên mày quýnh tao đúng không, tao đuổi hết mấy thằng du học sinh về, tao lấy tiền tao không trả, chơi gì được mấy bạn, đang chiến tranh thôi, về nhà đi mấy con. Ở đây tôm con về lẹ lẹ đi, ở đây có chừng mày sắc tộc nó ghét nhau, nó quýnh con giờ sợ chạy công đích luôn, tự nhiên bỏ tiền đi du học 3 năm chưa có cái bằng giờ đi về mà nó đuổi hợp lý chứ bộ. Bây giờ đừng có chọc thằng giàu, thằng giàu này nó ghê lắm thiệt, tình tôi nó khuyên các bạn thiệt luôn, chọc ai chọc chọc giàu. Nó NATO nó có 2 đường, một là kinh tế, hai là quân sự. Nga chỉ có một đường là quân sự, nghĩ sao nghĩ, khí đốt để Mỹ lo nếu mà chơi tới đường cùng. Không có chơi tới đường cùng lẽ giờ Mỹ nó bỏ châu Âu không khí đốt lo gì, đúng không? Tại vì Mỹ với NATO là đồng minh chiến lược, NATO còn Mỹ còn, NATO mất Mỹ mất vậy thôi, không phải NATO mất Mỹ yếu đi. Mỹ đánh nhau với Nga, Trung Quốc có thừa cơ đánh Đài Loan không anh? Hạm đội 7 lo em, anh Duy không lo được. Mà yên tâm đi, Nga ví dụ như Trung Quốc cái gì Mỹ Mỹ với Nga mà có lỡ mà có mà va chạm nhau một tí đi, cũng chưa tới lượt hạm đội 7 lên tiếng. Ông ở khu nào ông lo khu đó thôi, để hạm đội Biển Đen lo. Ủa, hạm đội Biển Đen là hạm đội mấy ta? Nó có nhiều hạm đội lắm em, hạm đội bờ Tây, hạm đội bờ Đông, rồi hạm đội Tây Á là hạm đội Vịnh 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 Ba Tư đó, hạm đội Biển Đen đồ. Không biết có hạm đội biển biển Baltic không, biển Bắc không biết có không. Vờn nhau thôi chứ chả thằng nào dám chơi sát ván với Nga, vậy nó kẹo ngược lại Nga dám chơi sát ván với thiên hạ không, quan trọng nào quýnh trước thôi chứ, thằng nào quýnh trước nó sai Chứ phải nào cũng trước cha khỉ. NATO cũng chả dạy quýnh Nga trước, nhưng mà Nga quýnh NATO trước thì Nga thấy cái cảnh chắc cũng không đẹp đâu. Nên bạn nói chuyện bạn phải nói 2 chiều đúng không, chả thằng nào dám chơi sát ván với Nga, vậy Nga có dám chơi sát ván phần còn lại của thế giới không? Anh chuyển tên lửa qua Ukraine chuẩn bị chiến rồi anh ơi. Bậy bậy, cái này có tin không, cái này là nặng lắm đó chứ không phải giỡn đâu nha. Anh mà chuyển tên lửa, ủa anh mà chuyển tên lửa qua Ukraine là nặng là căng á. Ô cái này tin này đưa lên ơi, cái tin này có không bộ, tin này chưa nắm được nha. Tại sao căng anh? Tại thứ nhất thằng anh nó không sợ Nga, thứ hai á anh là thuộc NATO mà đem vũ khí vô Ukraine là chuyện đó không đơn giản, hiểu không? Vậy Nga nó có cớ để nó phòng vệ chính đáng mà. Cũng có luôn đó, tại vì Ukraine chưa vô NATO, ông quyền chỉ vũ khí vô nước này, vậy thì vấn đề là Ukraine mời mà ông đưa vô thì đâm ra hợp lý, mà hợp lý vậy là không vuốt mặt không nể mũi Nga, Nga có thể tiên hạ thủ vi cường, mà khi Nga bắn thì NATO bắn luôn, táo lá cải đó anh. À vậy hả, quỷ chém gió ghê mày, cái này là căng đấy, không có giỡn đâu, chuyện này hơi ghê. Cùng lắm mà đàm lên 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 bộ ngoại giao nói chuyện qua nói chuyện lại thôi chứ làm gì đem khí nước người ta luôn. Tên lửa chống tăng để Ukraine phòng thủ
không phải tên lửa tấn công tầm xa. Tại vì trong NATO á, mà chống Nga là Anh chống mạnh, Anh với Pháp hai này không sợ, Đức thì hơi rén một tí, Đức có làm ăn chung Nord Stream 2 đó. Với Đức thì nhiều khi giờ cũng không hổ báo có trồn, sợ tao nói mình phát xít, nhịn thôi, bán xe mẹt sống qua ngày, chờ thời tái khởi. Ukraine mà có tài ngoại giao như Việt Nam là hay rồi. Bây giờ Ukraine nó kêu đơn cực, không hiểu không? Tức là Ukraine bây giờ quá chán Nga rồi, mà Ukraine bây giờ muốn vô NATO, cái đó là đơn cực của Ukraine thôi. Đó. Nên nếu mà NATO apply cái đơn này á, thì Ukraine cốc ngán ngay hết, Ukraine sẽ được lợi nhất. Còn bây giờ mất vùng đất Ukraine cho bên nào thì bên kia cũng không chịu hết á. Nếu mà Nga thắng NATO chắc chắn không chịu, mà giờ NATO ủng luôn thì Nga sẽ cay lắm. Vấn đề làm chỗ đó. Mà vấn đề em thấy Nga ở Ukraine nó đâu phải là một cái miếng bánh nào đó béo bỏ quá, tới hai bên phải giành vị trí à. Thứ nhất, nếu mà xét về địa chính trị và này về kia nó không béo, nhưng mà Nga, Ukraine là lá chắn của Nga. Mà bây giờ Ukraine nó thuộc về NATO, mở map là em, Ukraine mà thuộc về NATO thì là cái lãnh thổ kẻ thù nằm sát nhất. Là lúc đó là con đường của Nga nó chỉ còn ở Belarus trắng thôi. Còn xung quanh địch không. Nga thì không muốn điều này. Còn ngược lại á, mà bây giờ Nga mà lụm được Ukraine này á, thì sẽ là sát NATO, kẻ thù sát NATO, tức là cái lãnh thổ của Nga tiến về phía Tây nhiều. Đó, nên nó tóm lại là hai ông Nga thì muốn Tây tiến, mà ông NATO thì muốn Đông tiến, mà Ukraine thì thích NATO hơn. Nó nằm ở chỗ đó đó. Nó nên nếu bây giờ á, chỉ cần NATO nó ăn câu thôi, tao không bao giờ tao cho Ukraine vô, là Nga sẽ rút binh. Đó. Còn nhưng mà hiện tại NATO không nói câu đó. NATO nó là vô hay không là quyền của từng quốc gia. Nó nên nhìn thấy không? Nhìn thấy bản đồ kìa, em thấy còn có Belarus cản đường thôi. Chứ còn mất Ukraine là thế Nga rất kẹt. Mất Ukraine xong rồi cái đảo Crimea này tự nhiên nằm cũng trên bên. Cái đảo Crimea nó nằm trên bên, con đường ra biển thì vẫn còn, nhưng mà nó nhiều rủi ro quá. Mà biết đâu được, khi mà có được này nó xua quân chiếm đảo Crimea lại thì sao? Đó. NATO, Ukraine vô được NATO, có NATO chống lưng rồi, cái mạnh mà. Và lúc đó là Nga cái gì chấm hết. Nhưng mà ví dụ bây giờ Ukraine được gia nhập NATO rồi thì mấy tỉnh phía đông Ukraine không chịu thì sao anh? Không chịu, cãi nó chứ. Không chịu là lúc đó là NATO nó đập luôn đó chứ. Lì. Ông trong nước người ta, ông chịu sao được. Là lúc đó chị Nga chỉ có vô cứu của tỉnh này thôi. Mà cứu mấy tỉnh này mang tính xâm chiếm Ukraine, mà Ukraine nằm trong NATO là ông đục, ông xâm chiếm nước này, nguyễn khối NATO ba vô em luôn. Thì cái ngữ cảnh đó là chiến tranh rồi chứ còn gì nữa. Em nghĩ là nếu mà hai ông này xung đột nhau quá thì chắc anh Mỹ sẽ đứng ra can. Thì ai biết ông Mỹ can chứ, chắc can luôn á. Nếu mà ông Mỹ ông đứng ra ông can á là dân Mỹ quốc ông Biden liền. Tại vì bây giờ ông dân Mỹ người ta đang cây cú cái ông cụ Biden này, ông hiền quá. Quan điểm của ông rõ ràng với nghe. Nó hôm qua là anh đọc mấy cái news bên CNN Fox News nó nói vậy rồi. Tức là ông Biden này bây giờ ông chỉ cần làm sơ hở một cái hai cái nữa thôi là kể như là đảng Cộng Hòa người ta chụp liền. Ông quá mất tín nhiệm trong dân rồi, hiểu không? Nên vấn đề của xử lý trong vấn đề Nga là ông cụ Biden hiện tại là không ok. Đó. Nên ông phải đưa ra cái quan điểm như thế nào về vấn đề của Nga. Mà cũng trải qua những cái cuộc họp với ông cụ Putin rồi, nhưng mà là fail, không thất bại, thành công. Nào bạn Minh Hùng Dương biết là phe nào đây? NATO bây giờ BD rồi. Ở BD qua gõ dân nó cái coi BD không? Má vãi cả BD, ông coi thường như NATO vừa thôi ông nội. Nói chứ tôi cũng tin người ta đang nằm trên khối tài sản tỷ đô đó, người ta không có BD đâu. Má đụng tới đó mà mập mình luôn á chứ. Đang xử cái vụ mà buôn người gì đó, thấy chưa? Bỉ cái xử cái gì đó. Nói như bạn David M đó, mà nói dùng ly khai của Ukraine là toàn người gốc Nga, nói tiếng Nga sinh sống nên họ muốn ly khai gia nhập về Nga. Thì đúng luôn. Đó. Cái vấn đề á là họ muốn ly khai, nhưng mà bây giờ ông nằm trong quốc gia người ta, ông ly khai là ông sai. Vấn đề nằm chỗ đó đó.
Như vậy nếu mà nói vậy á, mà Nga ủng hộ ly khai thì mốt mấy quốc gia mà đông dân tộc có rung thấy bà luôn, đúng không? Nó sẽ là cái tiền lệ cho những quốc gia khác. Ví dụ như bây giờ quốc gia A nó có dân tộc A, dân tộc B, dân tộc C, D, E, F gì đi, xong rồi cái ông nội đảo rồi đi khai hết, nói rằng Ukraine làm được tôi làm được, nó có thế giới nó loại gì à? Ukraine vừa muốn có Nga lại vừa muốn có NATO hơn, muốn cái con khỉ. Ông ở Ukraine chuẩn bị lôi ông tổng thống mà kia về tội phản quốc luôn kìa, chứ đâu muốn có Nga. Bây giờ cái chính phủ mới hiện tại á, là chống Nga chứ không phải là muốn có Nga đó. Còn chính phủ phe của ông cũ á, thì là thân Nga. Nên từ lúc ông diễn viên này ông lên làm tổng thống bây giờ tôi chưa thấy động thái nào gọi là thân Nga hết đó. Nga đang học Trung Quốc chơi thủ sẵn tiền tệ trong nước. Gì? Hôm nay ra FUD Bitcoin bán khống để gom hàng kìa. Nói gì không hiểu gì trơn trời. Ý em là quân sự ấy càng ngày càng tuột sau với các quốc gia kia. Quân sự nó quân sự Mỹ chống lưng. Mà từng nước đang phát triển mà em, giỡn hoài, vũ khí của Nga, của Pháp, của Anh đồ này nọ nhìn ok lắm chứ đùa. Không tụt hậu đâu. Chẳng qua nhiều khi em nghe, em coi truyền thông Trung Quốc, coi mấy anh G10, G20 nhiều quá là nó vậy thôi chứ. Nó hiền hiền như Singapore đó, mà có ai biết quân sự Singapore như nào không? Em nói chuyện hơi bị non. Thí dụ như giờ Trung Quốc làm truyền thông nè, tên lửa đồ Đông Phong đồ này nọ ghê gớm nha. Bắn đâu chưa biết. Nhưng còn mà vũ khí của châu Âu á, có con Đức lãnh rồi kìa. Hôm qua hồi Đức cứ kỷ niệm. Rồi vũ khí, Đức có vũ khí hay không? Bây giờ tôi hỏi bạn, Đức có vũ khí không? Đức đã từng phát triển vũ khí. Nhưng mà giờ thua trận á, thì cái bản quyền công nghệ, bản vẽ đó, xưởng đó ai lụm? Mà giờ em nói chuyện NATO mà vũ khí, thiện nam tính nữ thì thôi. Anh không tin thì đó là sự thật. Còn giờ hôm qua bên dân sự, quân sự không có, nhưng mình qua cái dân sự mình coi rồi thấy không? Không, giờ xe hàng nào đang trùm, máy bay hàng nào đang bá, tàu hàng nào đang bá. Ủa có cái tàu nào mà hợp đồng nào mà nó cứ lộn nữa nè. Úc mua tàu của ai đó bạn? Úc mua tàu của ai mà tụi nó cứ lộn, anh quên rồi mấy em. Ai comment đúng anh cảm ơn, anh quên thiệt. Mua gì? Mua Pháp mà giờ quỹ hợp đồng nhảy qua mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đó anh. Đó. Úc mà phải mua của Pháp nữa, không phải giỡn đâu nha. Không. Giờ bỏ Mỹ qua bên đi, mình đang nói về NATO không, mà chưa kể là NATO là hàng Mỹ nữa nha. Mình đang nói là mấy nước NATO tự sản xuất đó quý vị. Bây giờ anh chỉ cho em mấy cái khủng NATO nè, sửa thằng nào đúng không, sửa thằng nào, tài chánh thằng nào. Ủa thị sĩ có thằng NATO không anh ta? Thị sĩ này chắc ăn chay hay sao thì quên rồi. Thị sĩ này không phải bạn, thị sĩ này ăn chay các bạn. Giờ mình chơi nó một câu cùi bắp luôn nè. Bây giờ lỡ mà chiến tranh hạt nhân xảy ra đúng không, thì Nga sẽ bem NATO đúng không, NATO bem lại đúng không? Yeah. Đúng không? Bây giờ cái chỗ trốn của Nga đâu mình không biết, nhưng mà giờ toàn là tinh anh của NATO nó trốn ở trong thụy sĩ hết, trốn 10 năm luôn nữa. Thụy sĩ chống hạt nhân không biết à? Ok. Thụy sĩ chống hạt nhân. Còn giờ á, khi mà các bạn đem quân cho thụy sĩ á, thụy sĩ nhấn nút một cái không phải nút hạt nhân, mà là tất cả những cái bom mìn nằm ở trên những cái sườn núi thì sĩ nó nổ bùm hết, là nó đè nát quân thù luôn. Đồ thì sĩ nó chơi đấy, nó có gì ngoài tiền mà đè quân thù à? Ừ, tức là em đem bộ binh vô à. Em đem bộ binh vô tức là thụy sĩ nó đã gài mìn sẵn hết rồi, hệ thống mìn bom thì sĩ nó nằm sẵn trong núi á. Yeah. Lúc chuột cái nổ bùi sát quân thù luôn. Tấn công đợt hai anh hả? Tấn công đợt 2 nữa. Tấn công đợt 2 còn lính không đánh. Mà chưa kể mấy cái họng súng để sẵn đó, bắn ra trong núi không. Trời ơi, thụy sĩ rồi ba. Không giỡn đâu. Thế hiền hiền trung lập vậy mà sao mà phải build quân sự ghê vậy anh? Tức là thụy sĩ là một quốc gia không thể bị xâm lược cho dù chiến tranh hiện xảy ra. Đó là điều đặc biệt thụy sĩ, bạn nghiên cứu lại đi. Nó hệ thống hầm của thụy sĩ nằm sâu trong núi đó, quốc thoải mái đi cu, ở dưới nó vẫn chơi game được. Mà cái đó nó làm đủ cho toàn dân thụy sĩ luôn đó, chứ không phải là cái vấn đề anh làm nhỏ. Tức là toàn dân thụy sĩ đủ chui xuống cái hầm đó để sống bình thường. Thì giờ đó, giờ thụy sĩ thôi, giờ hai bay ngồi nhích miếng đi, giờ cho thêm lãnh đạo cấp cao của EU đồ vô đồ. EU không đó,
NATO của nó, bạn đang hiểu chữ NATO là một khối chia ra nhiều nước, thì mỗi nước nó còn cái tinh anh, nó là tinh anh của châu Âu từ xưa tới giờ. Trường cung thì có Anh, ba lăng đinh thì có Pháp, đúng không? Pháo thì có Shell là Scotland đó. Có gì nữa ta? Gì nữa quý vị? Giao thương thì có Tây Ban Nha, tàu biển thì có Tây Ban Nha rồi nha. Rồi ngựa mà thiết kỵ đó thì có Hy Lạp. Má ghê chưa? Rồi mà gọi là ngựa mà ngựa giáp á, giáp sĩ, hiệp sĩ đó thì có Tiêu Tân là Pháp, của ông là Đức. Má ghê chưa? Ba Lan á, xây nhà Lương. Đúng không? Litvia thì là tôn giáo. Lụm chuông vô ngựa cộng bốn chém. Có bún không? Muốn chơi sao? Còn Hungary biết ai không? Hungary là thằng Maya. Nó có cung bắn ngược. Trường đại học anh. Gì? Trường đại học giáo dục đồ. Trường đại học giáo dục của nhiều, trường đại học giáo dục nào dữ ta? Anh ít chơi đó lắm, anh cũng khe nữa mày ơi. Có bạn Tuấn Mân Khè. Em nghĩ cửa Nga anh cao hơn, không có Ukraine thì NATO vẫn mạnh. Ukraine chưa chắc là cục cưng, có khi là cục nợ nữa. Ủa gì liên quan tới Nga? Thì được, tất nhiên là giờ á là cái chuyện á Ukraine là phải cửa dưới. Tại Ukraine cần NATO hơn NATO cần Ukraine. Dạ. Thì liên quan tới Nga. Thấy ý bạn chắc ý bạn là nếu có chiến tranh xảy ra đó anh. Ủa giờ nhưng mà bây giờ á cuộc đời tao giàu rồi, tao có thích thêm chứ tao không thích bớt. Hiểu không? Mặc dù tao không cần thiệt nhưng mà giờ mày qua mà lấy tao không chịu à. Đó là tâm lý của người giàu mấy bạn. Thà thêm chút bớt nha. Chào anh Di, em mới chạy xe ôm vào là nghe anh liền ạ, rồi cho lên comment luôn nha. Nếu dân Do Thái 1,5 tỷ dân như Trung Quốc và cục đất to như Trung Quốc thì sao anh? Thì không có dân Do Thái. Một là thì không có dân Do Thái, hai thì mình tỉnh là giấc mơ. Tao nói con nhà nghèo không có giỏi vậy. Con nhà giàu đa phần nó nhiều khi nó thấy đời sống hoàn cảnh dư giả quá nó chơi không à. Không? Phải sinh ra trong đất nước thiếu thốn như Israel thì mới tạo ra người Israel kiên trung bất khuất. Ý anh vậy là Trung Quốc sung sướng hay sao anh? Hả? Ý anh là Trung Quốc sung sướng hay sao? Nói chung thì Trung Quốc thì cũng có những vấn đề, Trung Quốc chứ không phải sung sướng. Nhưng mà nếu mà anh chỉ nói là Israel có một đất to, Trung Quốc thì nó có thiếu đất đâu. Nó cần phải làm nông nghiệp phải không? Nông nghiệp Israel so với nông nghiệp Trung Quốc làm sao? Nông nghiệp Trung Quốc mà không thấy ông nông dân đàn ông đi cấy lúa kìa. Bạn kiếm hình đi, nông nghiệp Trung Quốc bạn coi cái sức người. Ông nông đàn ông đi cấy lúa sạch sạch có một bữa chơi mày. Nông nghiệp Trung Quốc. Mấy nước châu Âu bị bom hạt nhân là dân nó xuống đường biểu tình phế tổng thống liền. Wow, nó đang bị xâm chiếm là nó tổng thống triệu tập nó đi lính luôn đó, chứ nói chuyện mắc cười quá. Đất nước chiến tranh mà ông làm như gì chứ. Ồ, nông dân Trung Quốc đi cấy lúa rồi xong rồi qua ghi sạch nông nghiệp Israel cho mấy bạn mở rộng tầm nhìn đi mấy em. Rồi đây đi, nhẹ nhàng thôi, không thấy nông dân đâu hết á. Nông dân Israel làm biển đó mấy bạn. Nông dân Trung Quốc ta xiên ta ra đường ta cấy lúa, ta bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, bán bụng cho đất. Còn mấy ông Israel ông đâu có tiêu rồi, không thấy ông nào hết á. Ông làm trang trại bự chà bá luôn mà không có chịu chăm sóc gì trơn à. Thiệt là vô trách nhiệm quá đi. Trần Trung Hiếu, quan trọng thêm mà được cho không nó khác với thêm mà phải trả giá lớn cỡ nguy cơ chiến với Nga. Tức là NATO lấy thêm được Ukraine anh. Cho không thì nó khác với cho mà phải trả cái giá là nguy cơ chiến tranh với Nga. Chị nó đương nhiên bây giờ chiến ông nào quýnh trước ông thì ông đó lỗ à. Cũng tùy thôi à. Chuyện sao biết được, em nói cũng đúng. Nhưng mà bây giờ đuổi khi mà cho không nó không cho, mình phải nhích nhích gì đó nó mới cho thì sao? Cho rằng là Ukraine mà đánh trước là bất ngờ nhất. Có quyền mà ba nội chiến trong nước nó quýnh sao nó quýnh đừng quýnh Nga thôi. Chứ lôi nhỏ ra khổ quại gì. Nhỏ trong nước á. Nhưng mà bây giờ ví dụ như NATO cũng không cần Ukraine nhưng mà có thêm thì cũng tốt. Ừ. Mà bây giờ Ukraine đánh Nga thì lấy cái cớ đó để vô giúp Ukraine được không anh? Ồ, kế đó thì chua. Kế đó thằng NATO đánh đổi nhiều quá. Không, đừng đánh Nga, đánh mình con Nga thôi. Đánh mình phía miền Đông thôi. Ừ, phía miền Đông chuyện nội bộ, ông thanh lý môn hộ đi. Ví dụ vậy thôi chứ quýnh Nga luôn căng mày.
mà tao nói thằng nào quýnh trước nó sai mà tự nhiên ti NATO đi quýnh Nga là NATO Ukraine đi quýnh Nga là Ukraine xong là khiêu chiến với Nga, Nga nó vả cho chết. Trung Quốc nó, Trung Quốc nó đông dân, nông nghiệp có nông nghiệp dùng máy móc thay thế được nhưng sợ dân rảnh rỗi xin ông nỗi biểu tình cái lọ cái chai nữa nên cho cấy vui thôi chứ nông nghiệp nặng nó mạnh, công nghiệp nặng nó mạnh vậy mà. Mày không có chữ tròn là sau lưng tao lóc nha. Cái này tròn phải không? Không có anh. Không, cái này tròn giống nãy nè. Nhìn thằng này nó thả pháo cho vui, nó tròn cho vui thôi. Gì? Anh đồng xuất kế phản gián Ukraine truy sát dân miền Đông qua tận Nga. Nga có lý do mang quân vô. Đồng gà kế đó mày. Xu hướng thế giới là phải đa cực. Mỹ dù muốn dù không cũng phải chấp nhận và bắt tay với Nga và Trung Quốc. Bắt tay, bắt tay làm sao chứ mẹ bắt tay để ông leo đầu ngồi bắt không. Ông nói gì nói phải trên góc độ đa chiều khách quan chứ. Bây giờ mình cửa trên thì mình bắt tùy cái. Bởi vì ông Trump là đúng, tại vì ông Trump muốn ông phe ông sòng phẳng mày nọ kia. Win-win thì ok chơi, còn có lợi cho mày không có lợi cho tao nghỉ chơi. Nếu cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới đảng Cộng hòa giành được Hạ viện và Thượng viện thì đảng Dân chủ có toan không anh? Anh nghĩ chắc cũng dễ ăn của ngoại vậy đâu em. Tính chơi chiến lược đỏ hóa nghị viện hả? Nếu muốn phới trước cần lý do gì anh? Cần lý do gì không biết, lý do gì cũng được đó. Miễn là 2/3 là bỏ là ok. Mà 2/3 là chuyện không bao giờ thể. Tại vì bây giờ đảng Dân chủ đang chiếm đa số. Mà ông đòi 2/3 ở đâu ra? 50% còn khó có. Từ khi phạm cái tội nào đó tài đình thì nó không thể nào tha thứ được. Thì chuyện đó chẳng biết có không chứ. Anh ơi, có mấy đứa Gen Z đòi không đóng thuế vì đồng thuế không minh bạch thì sao? Nếu không đóng thuế có sao không anh? Ở tù em. Vi phạm pháp luật ở tù thôi. Ý là không phải là trốn thuế mà ý là đang muốn hướng tới một cái xã hội không đóng thuế. Rồi xã hội nó lấy cái gì mà lo cho an sinh? Lấy gì để phát triển cầu đường? Lấy gì để gọi là quản lý nhà nước? Xã hội kỳ vậy trời. Ủa xã hội bên Bắc Âu rồi phải anh? Ừ. Thì giống giống vậy mà. Nó đóng lột cho anh luôn. Nhưng mà gom hết tất cả các khoản 50% mày ơi, sợ gì? Chứ thương chút cộng lên hơn 50% á.